Vâng, xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Trong cái video này, em sẽ giới thiệu cho các bác một cái dòng touring. Thường thì dòng touring thì sẽ không có giảm sóc và rất ít là dòng touring có giảm sóc. Nhưng mà trong video này em giới thiệu cho các bác một cái chiếc xe touring có giảm sóc, phanh đĩa, dầu, thủy lực, bánh 700C. Và ở trong kênh của em thì trước kia cũng đã có một chiếc rồi, đó là chiếc XCR 3500. Và hôm nay em tiếp tục về một chiếc XCR 3500 màu đen trắng. Thì em sẽ đánh giá cái chi tiết của chiếc xe này ngay bây giờ. Vâng, đây là tổng thể chiếc xe đạp Touring XCR các bác ơi. XCR thì là dòng Touring có giảm sóc, còn FCR là dòng Touring không giảm sóc. Vâng, XCR. Và chiếc này là dòng XCR 3500, một dòng touring của hãng Giant hay còn gọi là Giante, có giảm sóc đằng trước. Còn dòng FCR như các em đã làm rất là nhiều video rồi thì nó không có giảm sóc đằng trước. Và đây là dòng touring XCR 3500 có giảm sóc của đằng trước. Và với bánh là bánh 700C. Và bây giờ em sẽ đánh giá cấu tạo chi tiết chiếc xe này. Về phần yên và cọc yên thì em thấy là rất là đẹp, không bị rách và còn rất là mới. Về phần sơn trước xe thì em thấy là một phần đuôi có một vài vết xước dăm, xước nhỏ thôi. Còn đâu là không có, em thấy không có vết xước gì cả, lớn cả. Màu sơn của xe thì nó lại điểm xuyết ba màu, giảm sóc màu trắng. Khung thì một phần đầu là màu xanh, kéo theo phần sau và phần đuôi thì màu đen. Đấy, gồm 3 màu chủ đạo. Size của chiếc này là xe này là size S. Size S là có phù hợp với những các cái bác cao từ 1m 58 cho đến 1m 72 là phù hợp. Xe được trang bị một cái đùi đĩa 3 tầng hiệu Shimano và gạt đĩa là Anivio. Bộ đè đằng sau cũng là Alivio tương đồng. Và líp của chúng ta là líp thả 9 tầng. Xe này là có 27 tốc độ khác nhau. Về phần bánh của Mayer, chiếc xe thì là cũng được trang bị Mayer Gian. Mayer của hãng Gian, có logo của hãng ở đây. Và vành cũng là vành Gian luôn, nguyên cặp. Lốp của chiếc xe là lốp 700C nhưng mà quả lớn hơn là cái dòng touring không có giảm sóc. Thì cái quả này ấy, cái quả lốp này là quả, để em đang tìm. Quả lốp này là quả lốp 700 nhân 38C. 700 nhân 38C cho lốp, cả lốp đằng trước và lốp đằng sau đều là 700 nhân 38C. Còn những cái dòng không có giảm sóc thì nó chỉ khoảng 28 32C thôi. Đây là 38C, nó là quả tốp to hơn, còn đường kính là giống nhau thì các bác có thể thích thì lắp lốp nhỏ, nhưng mà theo em là những cái dòng giảm sóc này thì mình nên đi lốp to hơn một chút thì nó mới phù hợp với cái cấu hình của xe. Và lốp này là lốp nguyên bản theo xe và độ mới thì còn rất mới, ta lông thì còn rất là dày. Thì trước đằng trước của chúng ta thì chúng ta có một cái chiếc giảm sóc cũng của hãng Gian, của hãng SR Suntour sản xuất cho Gian. Một cái hãng giảm sóc rất là ổn định và nổi tiếng rồi. Đằng trên tay cầm của chúng ta thì chúng ta có phanh dầu Shimano, đĩa phanh dầu thủy lực cho cả hai bánh trước và sau, là bên tay phải và bên tay trái. Và bên tay phải của chúng ta thì có một cái bộ chuyển số cũng Alivio, đồng bộ với cả gạt đĩa và đè. Là bên tay phải là 9 tốc độ cho chuyển níp đằng sau, và bên tay trái là 3 tốc độ cho chuyển đĩa đằng trước. Chúng ta cùng đi sang bên này. Vâng, đây là bên này của bên phía bên này của chiếc xe. Thì em đánh giá là về phần sơn thì cũng không thấy một cái vết xước nào lớn cả. Thấy một vết xước nào lớn cả. Phanh thủy lực Shimano, phanh dầu. Đĩa cũng là đĩa phanh cũng là đĩa Shimano luôn. Đùi đĩa Shimano.
Để Anivio. Và size là size S. Giá bán em sẽ để ở trên tiêu đề của video. Và giá bán đã bao gồm phí bao ship phí toàn quốc, tức là 63 tỉnh thành em đều có thể ship được đến cho các bác, và miễn phí ship trong giá bán đã đi kèm. Và trong giá bán em có tặng kèm cả phụ kiện như là chuông, túi đồ, giá bình nước, cản chắn bùn nếu bác nào thích, đèn nháy nếu mà bác nào cần đấy, và khóa dây. Thế thì các bác có thể liên hệ với em nếu mà quan tâm chiếc xe này. Và giá bán em sẽ để dưới tiêu đề của phần video. Vâng, và em đã đánh giá xong chiếc xe đạp, chi tiết chiếc xe đạp này. Và nếu mà các bác nào quan tâm đến chiếc xe đạp và muốn sở hữu chiếc xe này, hoặc là có thắc mắc gì cần tư vấn, thì các bác hãy nhắn tin cho em qua số điện thoại Zalo 0975709943. Các bác không cần gọi, bởi vì gọi thì hầu như bây giờ cũng vẫn phải là làm việc lại bằng hình ảnh. Thì tốt nhất là các bác nếu dùng Zalo, hầu như bây giờ ai cũng dùng Zalo. Các bác dùng Zalo thì nhắn tin Zalo luôn cho em qua số điện thoại 0975709943. Không cần gọi để cũng phải là vẫn là phải làm việc bằng hình ảnh thôi. Vâng, và ngoài ra em còn rất là nhiều chiếc xe đạp khác, thì các bác lên Facebook tìm Kiên Xe Đạp và ấn kết bạn với em. Còn ở trên YouTube thì các bác tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh, cộng với ấn chiếc chuông bên cạnh để các bác là những người đầu tiên xem video. Ngoài ra em còn bán đồng hồ đeo tay cũ, các cái dòng Thụy Sĩ, Nga và Nhật Bản. Nếu mà các bác quan tâm thì lên Facebook tìm Kiên Đồ Cũ và kết bạn để xem những cái mẫu đồng hồ đó. Còn các bác lên trên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, ấn đăng ký kênh để xem những cái mẫu đồng hồ mới em mới về. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Xin chào tạm biệt ạ, hẹn gặp lại.